Xin chào mọi người nha. Nay mình thăm cái chùa của anh này. Nay mình thăm ở cái khu vực đất này nè. Mình nó có cái nhà mà không có ai ở chứ. Trông nó thấy ghê chết. Đi gần gần lại nghe sen 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 sen. Qua đặt xong mấy cái bãi chạy xíu vậy. Giờ thì mình tối nữa. Kiểu như có mấy con mèo rồi nó vô nó ở chẳng á. Tới cái bãi này nè. Với con chuột chà bá luôn. Hết biết con chuột rồi. Mập không? Chuột bự. Cái này con đỡ hơn. Ý. Cái bên luôn, cái này nó dính. Cái này nó bự nè, ăn hết lúa rồi nè. Không sạch. Bãi này bị vấn đề. Thôi là mày chết mày rồi. Thân cho mày thôi. Nó ăn lúa rồi nè ta ơi. Vợ cháu nó ăn, nó tách ra nó ăn nè. Là xây dòng chọn xây bự xây qua xây lại xây qua xây lại đang hết luôn tình như mà anh đó không biết hai cái rồi cái này tình trạng tương tự luôn ở trên đây nó ăn hết lúa quá trời nó ngốc luôn. Ôi sao cái này nó không ăn lúa đi. Nó thơm kèo dày đi mà không ăn lúa đi mà chết mà liền. Bữa nay nước nó giật rồi, nó đi tùm lum hết trơn rồi, nó đâu có còn gom vô trong này nữa đâu. Đi phá vòng vòng rồi. Ở bên phía cái nhà đó đó. Có mấy cái ăn củi. Nó gom thì chẳng không biết bên này còn không bữa hôm nước lên cao là mấy cái này ngập hết gom hết nay không biết sao rồi cái này nó ăn lúa là không dính rồi nó ra được rồi yếu quá rồi sao này yếu quá cho mày ra riêng bây giờ tôi chỉ mày. Ủa bên đây nó cũng ăn hết lúa luôn ta hay vậy. Cái nào cũng vậy luôn sao không sập. Mới vô dính hai con nghĩa là xong rồi đó. Sang ốc đi nhìn ghê luôn hết rồi. Nước giật cái này nó chạy đi muốn hết rồi con này hơi bự giờ nó ra nó khóa ngoài mấy cái bờ đó đi tùm lum hết không biết nó còn gom trong cái nhà này không qua đi ngày này ớn chứ đi đây người ta mới làm xe mấy họ phải làm vung 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 mèo hơi này kia gì cháu không ai ở cháu nhé mà giờ là chiều tối rồi năm mấy sáu giờ còn nó cắn hết cây luôn phá hết chỗ thiệt rồi
có mấy cây sợ nó văng xuống mương thì nó lại cắn đứt cái cây. Nãy giờ bốn chuột trời. Đặt bốn cái kêu là luôn, quả quý quá, đặt bốn cái kêu là luôn chứ không còn một kìa. Bên này nó bự rồi, nó ăn lúa rồi nè. Cái bên này nó không ăn, cái bên nó ăn rồi luôn, chứ không còn một. Bốn cái đầy ra đầy cái, đầy cái bên đó một cái nữa, cái bên nhà nè. Rồi ở bên này là mỗi cái mỗi con. Thôi, bữa nay thất bại rồi. Bữa ăn gì à? Giật xuống rồi nó đi tùm lum hết, không còn gom nữa. Giờ mình xuống xong mình gom thêm 10 cái hay 9 cái gì nữa. Trời, bên kia có 1 cái gì bự quá. 10 cái hay 9 cái gì nữa là hết rồi. Bên kia có bụi lục bình ảo thật kìa, xây mình đó vậy nè. Nước đã chảy xuống ảnh ở đó, anh xài cái mình ảnh à. Sông này cá nhóc chân. Chiều lấy lưới lại văng mới được. Cái này ở trên ruộng nó xuống nè. Ục, liền con luôn. Thôi bây giờ đi lên đây thăm mấy cái bẫy mới được. Có mấy cái ở trên này. Thôi bữa nay quá trời nước trên ruộng nó rút xuống rồi kìa. Còn lên được nữa là hết luôn rồi. Ủa, còn ý thinh. Này là bẫy bự. Bờ này không có chuột à. Chà, cái này nó bự ở dưới nó ăn đây chứ đâu. Rồi lại hiện tượng cũ. Cái tình trạng này gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Con ếch dưới này bự nha. Sao mày cứ thích vô lập chuột nha mày. Nhảy hết nổi luôn. Lạ rồi ơi. Chiên nha, vô trong này ăn lúa gì nhảy bê giò luôn rồi. Nhảy tự tối rồi, nhảy hết nổi rồi. Quên hết rồi. Trời ơi, có mấy cái. Chưa gì thấy không dính gì hết trơn rồi. Ông nội ơi, cái này sập không thấy con chuột đâu. Ôi ơi, cái hang bên đây nó không chạy xuống. Nó ra được. Khốn nạn. Có mấy cái còn không dính. Thế trong này nó bư vòng vòng, nó ăn hết lúa luôn. Chuột để thành tinh hết rồi. Có mấy cái rồi ta.
2, 4, 6 cái, 9 cái gì đó. Quá trời mấy cái này. Cá ở dưới này chơi không đâu chứ. Khách đầu nghề lại bắt. Ô, nó chạy quần quần. Chết, mọi bị chết với tao. Chạy đâu? Ốc hả? Ôi, dính con chuột gì khổng lồ cái coi. Cõi xanh luôn. Còn qua đó. Ây da. Nó lùi lật ngang rồi mà nó không giúp. Quá trời cá luôn kìa. Về lấy lưới lại giăng khuya dưới đây lên bờ đi chích mới được. Rút xuống nó gom vô ngay bãi gom muốn quá trời. Thôi, nay hôm thất thu rồi. Kết thúc chương trình. Tạm biệt mọi người nha.